Võ Lâm Ngoại Sử, chương 9, hồi 3, đêm từ thần bắn cung phần 3. Khinh công từng người có cao có thấp, nhất tiếu Phật nhanh chân đi trước. Sát theo sau là tí ngọ thôi hồn mạc hy, thẩm lãng thì tà tà ở giữa. Vương nhị ma cùng tiêu mộ vân cách chàng không xa, thiết thắng long tận lực chạy cũng không bị bỏ rơi, tái ôn hầu tôn thông và ngân hoa phiêu thắng thắng. Phiêu thắng huỳnh, Ngân Hoa Phiêu thắng Huỳnh hơi lùi lại phía sau, nhưng vì hai người vừa đi vừa trò chuyện, dáng nhẹ nhàng thông thả nên chưa dùng hết lực. Được một đỗi, bát tuyệt song đào bành lập nhân từ sau lướt tới cười nói, hai cha con hoàng hóa hổ cứ tưởng là anh hùng, ai rẻ đã cùng vạn sự thông lặng lẽ rút lui. Thắng Huỳnh mỉm cười không bình luận, tôn thông nói, phía sau còn ai không? Bành lập nhân hận địa vô hoàn lý bá hắn còn ở xa lắm người này võ công không kém nhưng khinh công quá dở bỗng có một tiếng la thảm từ phía sau truyền tới bành lập nhân sợ hãi hét lên lý bá ai nấy biến sắc chẳng nói lời nào cùng quay lưng chạy về hướng có tiếng la nhất thiếu phật trầm giọng quát ai có vũ khí gì thì hãy chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần thấy bóng người là nhắm hắn ra tay Quần hào thấy phía trước có một bóng đen nằm dài trên tuyết, nhưng bốn phía không một bóng người. Tôn Thông và Thắng Huỳnh định vọt tới, nhất tiếu Phật la lớn dừng lại, nhóm lửa, ta nên quan sát số chân trước đã. Thắng Huỳnh và Tôn Thông liếc nhau thầm nghĩ, lão hòa thượng mập này nhìn thì tưởng là ngu ngốc, không ngờ lại tinh tế như vậy. Hai người âm thầm khâm phục, cảm giác chán ghét lão lúc đầu cũng dần tan biến. Bành lập nhân Mạc Hy, Tiêu Bộ Vân đã nhóm lửa lên, Tiêu Mộ Vân vốn là dân trộm đêm, ngay cả cách thức nhóm lửa đốt đuốc cũng thật là khéo léo. Ngọn lửa tuy nhỏ mà sáng tỏa một vùng rộng lớn, bóng đen trên tuyết quả như là của Lý Bá. Trước sau thi thể hắn có vài dấu chân, nhưng hai bên trái phải thì mặt tuyết bằng phẳng không một vết tích. Nhất Tiếu Phật, xin các vị cẩn thận, lên trước nhận dấu chân mình. Thắng Huỳnh bước ra trước hết, đây là dấu chân của tôi. Hắn lấy tay vạch dấu ích dấu chân người sâu cạn lớn nhỏ không đều vì khinh công có cao có thấp cỡ dày cũng khác nhau muốn nhận ra dấu chân của người khác thì hơi khó nhận ra dấu chân của mình lại thật dễ dàng tôn thông cũng tự nhận đây là của tôi hắn cũng vạch ra trên tuyết dấu x chỉ thoáng chốc vương nhị ma tiêu mộ vân thiết thắng long bành lập nhân cũng nhận ra dấu chân mình bành lập nhân lúc này mới thấy dấu chân mình sâu nhất nặng mặt hơi ửng đỏ nhưng trong tình huống này chuyện dấu chân sâu cạn cũng không quan trọng còn lại là đôi dấu chân và cạn nhất và được lưu lại bởi đôi giày cỏ lẽ tất nhiên đó là dấu chân của nhất tiếu phật nhất tiếu phật dấu chân này là của sái gia nhưng công tử Quần Hào sực nhớ còn thiếu dấu chân của Thẩm Lãng, mọi người nhìn trang trọng trọng. Thẩm Lãng mỉm cười, à, tại hạ gầy ốm nên dấu chân cũng khó nhìn ra. Câu trả lời thật khiêm tốn, Quần Hào sửng sốt, không ngờ một thiếu niên vô danh, dáng vẻ thanh nhã, khinh công lại tuyệt luân đến như vậy. Họ ngạc nhiên lẫn hoài nghi, thiếu niên này từ đâu luyện thành công phu bậc này, lai lịch của hắn ra sao? Tùy thắc mắc nhưng không ai dám hỏi. Nhất thiếu phật cười ha, ha 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 cho dù công tử cố che giấu bản thân một ngày chân tướng cũng lộ ra thôi lão lại nói chung quanh hắn không một dấu chân người khác cũng không có dấu tích đánh nhau lý bá chắc cũng bị ám khí đả thương lần này chúng ta cần quan sát cẩn thận hơn phải tìm cho được ám khí kia lão đỡ lý bá lên quan sát thi thể của y cũng đen tím xung vù lão xé vạt áo của y ra vết thương dưới vai đọng máu đen nhưng không thấy ám khí quần hào nhìn nhau mím môi nghiến răng tim nhảy thình thịch mặc khi run rộng chẳng lẽ ám khí kia chẳng phải do người nếu không sao có thể hòa vào với máu quanh thi thể của lý bá không có dấu chân người thì quyết không thể nào là ai lấy đi ám khí hơn nữa lý bá bị trúng thương trước ngực từ ngã sấp xuống đất thì ngã sắp xuống đất bất kỳ là ai cũng không có cách thu hồi ám khí mà chẳng để lại một dấu tích gì. Quần Hào suy nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra câu trả lời thích đáng luồng khí lạnh chạy dọc theo xương sống của từng người. Bành Lập Nhân đánh răng liên hồi run run, ừ, không lẽ là ám khí vô hình? Nhất Tiểu Phật cười mơ sao? bành lập nhân còn như còn muốn cãi nhưng đưa mắt nhìn quanh rồi ngậm miệng không nói nhất tiếu phật đằng đằng sát khí ánh mắt giận dữ lão trở tay lột một chiếc tăng bào bông tuyết bay phủ đầy trên lưng trần nhưng lão chẳng lạnh quần hào miệng lưỡi cứng đưa chẳng nói lên lời lão sẽ tăng bào thành vải nhỏ quấn chặt tay đùi và eo bụng lão đứng lên vung tay đá chân quả nhiên đã mấy phần lành lợi hơn trước đào mắt nhìn quanh mọi người lão lạnh lùng ai muốn an toàn tính mạng thì hãy trở về ai muốn đi thì phải chuẩn bị rằng sẽ không có đường lui bành lập nhân đi đi đâu nhất tiếu phật bật cười trừ động quỷ kia thì còn nơi nào khác lão vấp một nhúng tuyết vo lại bỏ vào miệng nhai rào rạo quát to phá nát động phủ quỷ kia ai có gan thì đi cùng sái ra lão phóng mình lao về phía trước Thắng Huỳnh Tôn Thông Mạc Hy, Thuyết Thắng Long, Tiêu Mộ Vân và Vương Nhị Ma là những người lòng đầy nhiệt huyết, chẳng do so đo nguy an sinh tử, không nghĩ ngợi phóng người theo. Bành Lập Nhân thấy Thẩm Lãng còn đứng đó, cúi đầu cười gượng, mời công tử, tại hạ cùng Lý Bá có chút giao tình, không thể để thi thể của hắn phơi bày giữa đồng, tại hạ chu toàn cho hắn rồi sẽ theo sau. Thẩm Lãng mỉm cười, khi Bành Lập Nhân ngẩng đầu lên, chàng đã chỉ là một bóng đen nhỏ xa phía trước. Bành Lập Nhân thở vào nhẹ nhõm, chẳng nhìn thi thể lý bá xoay người chạy về hướng nhà trọ thoáng chốc thẩm lãng đã đuổi kịp đám người nhưng chàng không vượt qua họ mà thủng thỉnh ở sau lúc này chàng là người đi cuối nếu lãnh tiến bán tới lẽ tự nhiên sẽ hướng vào chàng thẩm lãng cười thầm không những không sợ mà còn hy vọng tử thần xuất lại xuất hiện chàng cũng muốn biết trường cung và tên lạnh của tử thần có chi diệu có chi kỳ diệu nhưng dọc đường lại bình an vô sự, rời thành chẳng bao xa, động quỷ đã trong tầm mắt, thầm lãng thất vọng thở dài, bỗng nghe tiếng quát chói tai của nhất tiếu Phật, tiếng thét kinh hãi của Mạc Hy, tiếng xôn xao náo loạn của mọi người. Nhất tiếu Phật dựng dữ vừa hét vừa sạc, cười sặc sặc quá loại thì ra đây cùng sái ra tranh tài cao thấp, quỷ giả quỷ giả thần, giấu đầu giấu đuôi, chính là đầu xúc sinh. Thẩm lãng trao mày, bước nhanh về phía trước, mọi người đều đã dừng lại, nhất thiếu Phật mặt mày hầm hầm, tay cầm một mảnh vải trắng, miệng mắng không ngừng, nhưng bốn phía hoàn toàn không có bóng người khác, cũng không có lời đáp trả. Thẩm lãng khẽ hỏi chuyện gì vậy? Nhất thiếu Phật, công tử nhìn đây. Lão đưa thẩm lãng mảnh vải trắng trong tay, dưới ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ gương tuyết trên đất, mảnh vải trắng có viết mấy chữ đỏ tươi như máu khuyên các vị hãy quay đầu trở lui đi thêm về trước sẽ khối không kịp thẩm lãng ở đâu ra vậy nhất tiếu phật sái ra đang chạy trước trong lúc lão đang chạy thấy giữa đồng trống phía trước có một đống tuyết lớn nhô lên khi lão đến gần đống tuyết kia cũng bắn tung ra trong bụi tuyết lão thấy như phẳng phất một bóng người chưa kịp động thủ đã nghe tiếng cười rúc rích trên đỉnh đầu rồi mảnh vải trắng này rơi vào tay lão thẩm lãng cau mày Người này chạy đi đâu sao các vị không đuổi Nhất tiểu Phật hậm hực Cái bóng đen kia chẳng ra giống người Chỉ cao cỡ ba thước trông như con cáo già Với con mắt của sái da Mà thật cũng không nhận ra nó ẩn mình trong tuyết Khi thấy được nó thoát một cái đã chẳng thấy đâu Thầm lãng động lòng chợt ngữ. ấy Cái thủ đoạn này sao giống ngũ sắc hộ thân Trong thiên ma mê tung thuật Như lão hòa thượng này nói Mười phần hết tám là hoa nhị tiên Nhưng bà ta Cùng Động quỷ kia có quan hệ gì đây mà sao lại tới đây nhỉ? Lại nghe nhất tiếu Phật nói lớn. Công tử chớ nghĩ nhiều, cho dù là cái gì đi nữa thì cũng không được dọa sái ra. Chỉ cần công tử chịu cùng sái ra mở đường, Mặc Huynh cùng thắng, 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 thắng cái gì hả? Thắng. Thắng Huỳnh mỉm cười. Huỳnh. Nhất Tiếu Phật nói tiếp, Thắng Huỳnh theo sau, chúng ta cùng xông vào. Thẩm Lão suy tư một hồi, một thoáng rồi nói, được, cùng tiến. Thắng Huỳnh, tốt. Quần hào cùng nhau thét lớn, xông vào tiến lên. Tùy tiếng thét vang lộng nhưng âm thanh có phần run rẩy. Vào lúc này họ không có đường lui, chỉ còn nhắm mắt xông tới. Lập tức quần hào cùng nhau chạy lên phía trước, nhưng những bước chân đều đã chậm lại rất nhiều. Càng gần tới động quỷ họ càng thêm cẩn thận. Bóng núi lờ mờ hiện ra trong tầm mắt, dưới lớp sương mù tạo ra cảnh tượng mờ ảo âm u. Quần hào lo lắng phập phồng, không biết sẽ phát hiện được gì trong động quỷ. Tùy họ vốn là vì Chân bảo mà tới, nhưng bây giờ chẳng còn ai nghĩ được đến Ngọc Châu. Thầm lãng thầm nghĩ, may mà lần này cái nàng tiểu thi, cái nàng tiểu thư kia sao lại đào hoàng không theo tới, nếu mà không thì... thình lình phía trước thoảng có tiếng cười duyên, í, bác vị bây giờ mới đến sao? Bành lập nhân không dám ngừng bước, hớt 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 hải chạy đến, một mạch về đến khách điếm, nơi đây thật là một cảnh hoảng loạn người khiêng xác chết, tiếng than lẫn tiếng thở dài, lại thêm mười mấy mạng. Bành lập nhân chẳng dám nhìn cũng chẳng dám nghe, chạy một hơi về phòng mình, tông cửa vào rồi đóng ngay lại, lưng dựa vào cửa thở vào nhẹ nhõm. May mà mà còn cái mạng trở về, bây giờ mà biết trong cổ mộ có chân trâu bảo bối ta cũng không. Hắn bỗng nhận ra có ai đó đã thắp đèn trong phòng, mồm miệng cứng đơ, máu huyết ngưng chảy, thân run lầy bẩy một người đang ngồi giữa phòng quay lưng về phía cửa, bành lập nhân không nhìn được mặt chỉ thấy hắn mặc trường bào màu xám cho, tóc bỏ xõa dưới ánh đèn mờ, nửa như giống người nửa như hồn ma bóng quế. Bành nhân lập, bành lập nhân run giọng hỏi: bằng uh, bằng hữu là ai? người kia chậm rãi, trăng lạnh soi mộ cổ, hai đầu gối bành lập nhân mềm nhũn, lưng tuột theo dọc theo cửa hắn ngồi bệt xuống đất người kia Ngươi sợ chết người nghĩ về đây là sống được hay sao bành lập nhân tôi tôi, <tôi> người kia trầm giọng thành tất dương ai tới phải bỏ xác nơi này bành lập nhân nghiến răng lấy hết sức lao tới đánh thẳng vào đỉnh đầu người ấy Hắn thành danh bao năm, trưởng này xuất ra cũng không nhẹ. Người kia chẳng quay đầu, vất nhẹ tay áo ra sau. Bành lập nhân như bị đấm thẳng vào ngực, bay ngược trở lại, lưng đập vào cửa, miệng phun máu tươi. Người kia lạnh lùng, bằng sức của ngả ngươi, muốn cùng quỷ tranh hung. Bành lập nhân nhìn vết máu trên đất, toàn thân run lật bật. Người kia chậm rãi nói, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Bành lập nhân mấp môi nhưng không nói không ra lời. Người kia lạnh lùng quát, nói mau. Bành lập nhân muốn, 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 sống, sống, sống. Hắn phải nói tới hai ba lần mới bật ra được tiếng sống một cách rõ ràng, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Người kia, còn muốn sống thì phải nghe lời ta. Các vị bây giờ mới đến sao? Mấy tiếng đơn giản mà quần hào nghe như quỷ khóc ma kêu, ai nấy run như cầy sấy. Thiệt thắng lòng lao đảo về phía sau, tiêu mộ vân suýt nữa ngã nhào. Nhất tiếu Phật hai tay nắm chặt thét lên, là ai? Ra mau! Một bóng trắng mập mờ, lướt qua lướt lại, thẳng đứng cứng đờ, chân chẳng nhấc lên, người không nhúc nhích, nhẹ nhàng di động, tay áo che mặt chân cách mặt đất lơ lửng lãng đãng như một bóng ma quần hào nổi gai ốc khắp người khí lạnh chạy dọc theo sống lưng bóng trắng kia xem ra chẳng giống người nhất tiếu phật dù to gan lớn mặt cũng không thể không tin cái bóng trắng kia là âm hồn cổ mộ sợ đến ghi người chợt quát là quỷ ta cũng giết người. lão phóng tới hai tay đấm thẳng vào lồng ngực của bóng trắng kia tay áo rộng gió phất lên bóng trắng chật bật cười khúc khích nhảy ra phía sau hai thước tiểu nhất phật nhất Tiếu phật cả kinh nghiến răng định ra tay thêm một lần nữa chợt có luồng gió sạch ngang thẩm lãng lướt tới gắt lớn chu thất tức giận cái kiểu gì kỳ vậy bóng trắng kia cật chật bật cười lên khanh khách rủ ống tay áo xuống để lộ gương mặt như hoa chu thất thất dưới chân nàng có tiếng cười ha hả <laughs> thẩm đại ca thẩm đại ca thật lợi hại thì ra hỏa hải nhi ôm hai chân của chị nhấc lên đi qua đi lại nên dáng bóng trắng di động cứng đưa quần hào tuy đều là những tay lão luyện giang hồ nhưng vừa mới bị dọa khiếp sợ giữa người đêm đông gió rét nên chưa nghĩ ra là có người dở cái trò này ra chẳng biết nhất tiếu phật là kinh hay là giận chỉ thấy lão rộng chân cúng. Không? hỏa hải nhi cười bồi đại hòa thượng đúng là lớn mật ngay cả quỳ thật cũng chẳng dọa được người nhất tiếu phật ngửa mặt cười hăng hắc. <cười> tuy xoáy ra không phải là phục mà là hãn nhưng cũng có chút bản lĩnh phục quỷ hàng ma đang lúc giận muốn điên người hòa hải nhi chỉ nhẹ nhàng nói một câu nịnh bợ nhất tiếu phật chẳng những không giận mà còn nhìn thầm lãng cười tươi hai chị em nhà này thật ngây thơ hoạt bát làm mọi người cùng vui vẻ xin công tử chớ giận họ chu thất thất liếc thầm lãng dám giận sao phá trò của bọn tôi không giận chàng thì thôi Nhất tiếu Phật cười to Đúng rồi, công tử sẽ chẳng giận đâu Ai mà làm cho công tử nổi giận Kể như bản lĩnh Chú thất thất cũng nhoẻn miệng cười Đúng nha Lặng lẽ đi tới ngắt tay thẩm lãng Anh là người gỗ sao Nói chuyện này Thẩm lãng Nghe anh hỏi này Sao em tới đây, tới khi nào Tới rồi có thấy gì không Có gặp hoa lão bà không chú thất thất cười coi anh kìa không nói thì thôi mở miệng ra thì y như là hỏi cung em vậy lúc mọi người đang quan sát mấy thi thể kia thì tụi em đã đuổi kịp rồi nhưng mà tụi em tránh ra và đi luôn đến đây đã vào rồi nhưng tối quá lại không có nước phần thì cậu bác sợ run em thì không nhưng mà ngại cậu ấy sợ quá thì sinh bệnh cho nên là em phải trở ra đấy Hỏa Hải nhi lớn tiếng, không biết mắc cỡ, không sợ mà nắm chặt tay người ta, hai bàn tay thì lạnh ngắt. Chủ thất thất vọng chặt tiểu quỷ, ngậm miệng lại. Hỏa Hải nhi cười hăng hắc, <laughs> đại chị nói trước chứ. Chợt có tiếng rú từ trong hang núi trước mặt, tiếng la tuy nhỏ nhưng não nùng khiến người ta nghe kinh hồn khiếp vía. Mọi người lào đảo chạy ra từ, một người lào đảo chạy ra từ trong động, vừa thấy quần hào ngần ngơ chỉ tay, nói không ra tiếng ngã nhào xuống đất. Quần hào đã trải qua không ít kinh hãi, giờ dường như chết lặng. Thẩm lãng lướt tới, đỡ người nọ dậy, vừa truyền chân khí vừa gọi, huynh đài, tỉnh lại. Người nọ được thẩm lãng truyền lực, chậm rãi mở mắt nhìn quanh, khẽ gọi, thiết, thiết, thiết huynh. Thiết thắng long đi tới rồi hoảng hồn la lên, kim huynh, sao lại đến nông nỗi này? Người kia nói, tôi, bọn tôi năm năm người chỉ mình thôi chỉ mình thôi tôi cũng tôi cũng thiết thắng long biến sắc chẳng lẽ an dương ngũ nghĩa đều đã mất mạng nơi này là ai là ai hạ thủ người nói người nọ cười thảm lẩm bẩm kia trong đó có quỷ không vào được đừng đừng vào vào không được đột nhiên hết lớn không phải quỷ là Thẩm lãng vội hỏi, là gì? Huynh này, là gì? Huynh đài tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Người kia đã nhắm nghiền hai mắt không tỉnh lại nữa. Thẩm lãng chậm rãi đứng lên, ngửa mặt, thở dài. Quần hào cúi đầu, nhìn mũi giày của chính mình. Nhất tiếu Phật nhỏ rộng. Đây là một trong an dương ngũ nghĩa, Thiết Thắng Long buồn bã gật đầu. Đây là kim lân thủ lĩnh của An Dương Ngũ Nghĩa. Có lẽ họ cũng nghe chuyện cổ mộ mà tới đây. Không ngờ, không ngờ. Hắn thở dài rồi cởi áo khoác định che thi thở kim lân lại. Nhất tiếu Phật ngăn lại. Khoan đã. Thiết Thắng Long ngẩn ngơ. Nhất tiếu Phật lại nói. Sái ra muốn xem vị kim huynh kia vì sao mà chết. Lão quan sát thật cẩn thận rồi khẽ. Vết thương của hắn không giống của lý bá hết hồn ba